Dạ em Bắc Bình xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì chúc cho tất cả cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc các bạn chị. Thì buổi tối hôm nay em sẽ đưa cho tất cả anh chị biết một thông tin. Thì ngày hôm nay là đám giỗ của ông nội của Tấn Xà Lan các bạn anh chị. Thì ngày hôm qua em có đăng một cái clip là Tấn Xà Lan có gọi điện là Tấn Xà Lan và dì Năm dì Mười về để tìm gặp gặp ai đó thì các anh chị cũng đã biết rồi hen. Nói chung là em cũng mới vừa nhận được biết được thông tin đó là ngày hôm nay là đám giỗ của Tấn Xà Lan ấy, lộn đâu, lộn, đám giỗ của ông nội Tấn Xà Lan đó. Mà theo thông tin được em biết đó, là Tấn đã về nhưng mà không có ghé đám giỗ ông nội đó, không có đem như ghé đám giỗ ông nội đó. Mà em không biết làm sao mà lý do là sao mà không về mà cũng không ghé ông đám giỗ ông nội mình mà về cũng không ghé nữa các anh chị. Thì các anh chị sáng thì hồi trưa này thì các anh em đã có chia sẻ là quay được cái cảnh chiếc xà lan của Tấn từ ở trong dàm cầu đấy, trong cái cầu cái sắn đi ra đó anh chị. Thì nói chung là Tấn có về đó nhưng mà không ghé đám giỗ của ông nội mình. Nghĩ sao mà đám giỗ ông nội mà một năm có một lần mà đi đi ngang nhà cũng không ghé luôn. Thì ở video này các anh chị thì em cũng có chia sẻ cho em sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú chị hãy nghe cái lời một cô này nói gì về Tấn Xà Lan trong ngày hôm nay các bạn anh chị đó, thì mà tất cả cô chú anh chị cùng nghe ha. Tính à, nói nghe là tính sao mà người mà chạy xà lan sung sướng mấy gì tính hả? Bữa nay biết cực biết khổ mà hả tính hả? Hồi đó ở trên bờ hà nó chạy ha, ở trên bờ sướng gần chết luôn ha, về còn được tiền rồi nữa không chịu đâu ha. Giờ đi vậy thấy có cực khổ không tính? Tính ơi hả, đi chiếc xà lan á, hồi nãy tao thấy mày chạy chiếc xà lan thẳng ở đâu chạy ra tính tao mới thấy nãy nè hả tính. Hôm nay mày biết cực biết khổ chưa hả? Đó, ở trên bờ sung sướng được đồng tiền không chịu ha, xuống xà lan rồi xuống xà lan đi đi vậy nay biết cực biết khổ với người ta nghe tính đó. Mày thấy mày tội em Hà không hả? Đó, em Hà đi cực khổ vậy á, rồi mày ở trên bờ á, mày đi với con Tiểu Tam á, rồi cho nên mà kia con Hà nó gửi tiền cho mày á, chia làm bốn nó gửi cho mày nữa, mà mày đi chơi vậy sung sướng quá mày không chịu ha tính ha. Đó, bữa nay mày đi xuống Xà Lan mày thấy cực không? Cực không tính, như tao thấy cực lắm á, tại vì tao có đi với ghe rồi mà bởi vì tao thấy nó cực lắm á, trời mưa trời gió mày chia nọ rồi cực nhưng mà tiền nhiều hết tính hả? Hồi đó chia ở trên bờ sướng mà tiền chia ít không, giờ đi lấy mình một cũng nhiều phải không tính phải không? Ủa mà tính tao nói mày nghe này tính, vì cái linh với linh con linh với thằng sơn nó cũng là con của mày, sao từ hồi mày đi tới giờ tao không nghe mày chia tiền cho nó tính? Nó nghe trời ơi cũng chia cho nhỏ thì mày dù gì đi nữa là lan cũng còn dính líu tới em Hà mà, chỉ có cái nhà mày ủy quyền thôi, còn xà lan mày với em Hà còn dính líu mà cho mày cũng chia cho con ăn con linh với thằng sơn. Trời ơi tội nghiệp tụi nó ở nhà đi ăn đi học không có tiền bạc, bà ngoại không có tiền, tụi nhỏ sắp đi nước ngoài nữa, nhỏ cô mà người bí ẩn sắp đưa nhỏ đi ra nước ngoài du học nữa, mày tiền bạc cho mày không lo cho nhỏ gì cơ người tính, mày đi mày ướng hết mình vậy coi vậy chứ hen, đồng tiền nó ăn không được bền đâu nghe con, cái chuyện ói ra hết đó nghe nghe tính. Nay đi Trà Lan làm ông chủ rồi ha, hổm lên bờ rồi đứng thạch đồ với cô Tiểu Tam rồi hả? Ai tính đó nha tính, rồi Tiểu Tam sao bỏ mày vậy tính hả? Tiểu Tam sao bỏ mày, bữa nay có Tiểu Tứ nữa, mày vừa tới bến là con Tiểu Tứ nó qua nó chạy xe du lịch qua thăm mày ha hả tính hả? Sướng quá ha, hết Tiểu Tam xong cái tên Tiểu Tứ thì nè, mà Tiểu Tứ giờ người ta có của hả ha, không biết đi mày có chia tiền cho nó không ha hả tính, có chị không có hả tính ơi tính, mày đi mày gửi tiền về cho con mày đi. Trời đất ơi con mày ở nhà nó không có tiền đi ăn học rồi tội nghiệp nó, mày đi về rồi chia cho Tiểu Tứ nhiều hả tính, có chia không à? Tiểu Tứ nó giàu quá rồi nó đi xe du lịch đồ xuống rồi khỏi chia à, rồi sung sướng quá ha. Cái tự nhiên cái bỏ Tiểu Tam cái giờ có Tiểu Tứ, cái Tiểu Tứ không có chồng nữa chứ, trời ơi sướng chết luôn vậy hả tính. Bạn nhỏ Tiểu Tứ lớn tuổi hơn mày hay nhỏ tuổi hơn mày tính hả tính đây tính thì đâu mắt là tính nói chuyện nghe cho mày hả, mày nãy mày chở gì khẩm vậy? Chở cám hả? Rồi mày đi về mày giao kho nào vậy hả? Tao thấy cái xà lan mày thẳng đi chợ luôn vậy mà mày trơn xanh hết trơn rồi sao mà còn mấy cái còn mấy cái độn nó hơi vàng vàng nữa mày không trơn cho nó khỏa lắp luôn đi mày để chi vậy tính hả?
mấy cái đồ nó còn viền vàng đó, rồi tao sơn luôn đi cho mất tích luôn của Hà hả. Thì mày sơn luôn cho mất tích cái dấu tích của Hà luôn, mày thì mày để chi mà nó màu vàng vàng vậy, rồi con Hà nó biết cái sàn của nó nhảy lên đi sao hả Tấn? Tấn ơi, mày chân xanh thì chân xanh luôn đi cho Hà nó không biết cái sàn của nó, đúng không? Để thôi còn vàng đó, cái Hà nó thấy màu vàng đồ đẹp quá, cái nó nói trời xà lan này nó của tôi đi đi mà giờ sao mà ai đi, cái gì nó lên nó đi, trời ơi nó cho mày với bà Mười nhảy tửng luôn á nghe Tấn nghe. Hà mà nó lên đi xà lan đó là mày với bà Mười á, là cái như là tao nói với mày là cái như là đi mày hết ngủ luôn á hả, hay là mày với bà Mười có làm gì nó không mà nó không được lên xà lan nó đi nữa rồi. Mày coi chừng nó nghe, mày vô phòng rồi mà nằm ngủ coi chừng đó, hồi đó cái phòng đó nó vô nó nằm ngủ một phòng á nghe Tấn. Với mấy cái chỗ mà lái qua lăng đồ đó nó cũng có đứng lái cho nó ngăn mày cho chừng á. Ví dụ như mày có lái tao dặn nè, mày kêu bà Mười đồ ông Mười gì đó ở đó với mày đừng có đứng mình nha. Chứ mày đứng mình coi chừng á, Hà nó hiện hồn ra đứng kế bên mày nha Tấn. Trời đất ơi, tới đó tao cho mày, ôi ơi mày chạy mày bỏ xà lan á, ăn tầm bậy tầm bạ nó chết người ta nữa nghe Tấn. Nghe, mày cho chừng nó nghe Tấn. Tao nói vậy cho mày nghe đó nghe. Còn bà Mười nữa, nay đi xà lan nhiều khi Tấn không có xà lan, bà với ông Mười được làm chủ sướng quá hả bà Mười. Hả bà Mười ơi. Ông ơi, tiền tháng Tính nó trả hai ông bà bao nhiêu vậy? Ông ơi, trời công nhận xà lan sơn lại đẹp thiệt chứ, sơn màu xanh rồi ha. Rồi cái còn cái độn đó còn để viền màu vàng á, công nhận đẹp, em Hà cũng thẩm mỹ thiệt chứ. Bà mày tao về tao nói mày nghe nè, mày bôi cái đó đi, mày bôi cái độn màu mà viền vàng đó đi, mày sơn màu xanh đi. Chứ để ngồi bạn Hà nó lên nó đứng cái là mày tiêu luôn á. Hà nó thấy viền vàng á, nó trời ơi chiếc xà lan này của tôi mà, sao mà giờ ai đi dưới đây? Rồi cái nó lên nó tìm lên hang ở dưới sông, nó leo lên nó Tính, mày chạy đi cái đâu á, cái nó leo lên nó Tính, cái nó đứng đó nó Tính, cái mày lái qua lăng cái nó đứng lên trước cái mũi nó Tính, nó nhìn vô đấy. Ê biết tao không vậy Tính, Tính ơi tao là Hà nè, trời ơi đấy nói là cho mày nhảy dựng luôn nha Tính nghe mày nha, tao nói mày không nghe, mày về mày sơn mày màu xanh đi nha Tính. Tính ơi, màu xanh là màu hy vọng của mày á, còn màu vàng là màu của Hà nha Tính. Mày nghe được cái lời của tao nói á thì mày về mày sơn lại đi. Mà tao nói mày nghe nè, mày đừng có hung dữ nữa nha. Ai ta lên nói gì mày thì người ta nói mày đừng có hung dữ, mày đi kéo, mày đánh dao với người ta, mày chửi người ta nữa. Hả? Ủa người ta nói gì, người ta nói mắc gì? Mày nhột hả? Người ta nói ra mày nhột phải không? Mày kéo tới nhà người ta, mày đánh người ta đồ này kia rồi mày chửi người ta. Hả? Mày đồ đánh rớt cái lời người ta luôn chi vậy? Hả? Tặng mày ăn hả? Tính. Đúng rồi, mày có cái lời của ông Tiểu Tứ rồi đó là thôi, mày lấy lời Tiểu Tứ mày ăn được rồi. Mày đừng đòi đi đánh tao nữa nha Tính. Đúng rồi. Tao dặn mày nghe mày hả, mày nghe sung sướng không muốn đó, giờ mày thấy cực không, đi xà lan cực không Tính, cực hơn trên bờ hay sướng hơn trên bờ Tính? Ở trên bờ đi ăn nhậu đá gà cá độ đủ sướng ha, còn đi xuống xà lan đi á nó hơi cực hơn chút không, mà đều có tiền nhiều phải không Tính? Hả, tao nói mày nghe nè, cái gì cái Linh với Sơn nó cũng mày tạo ra hình hài của nó thì thôi, bây giờ mày đi mày cũng gửi tiền về cho nhỏ đi ha. Mày biết được cái tài khoản của nhỏ hay gì đó, tự động mà chuyển vô cho nó đi. Rồi mày nhắn cho nó vài lời, ừ ba chuyển tiền cho con rồi. Hả? Sao tao thấy mày còn mà nó dắt con mày Tính? Hả? Mày đi gì đâu mà mày không gửi tiền gì cho con nhỏ hết trơn á, trời ơi tội nghiệp hai đứa nhỏ mày. Vì cái Linh nó cũng mới có 18 tuổi mà. Mày để cho con nhỏ một con đường đi học rồi chứ. Hả? Cho mày không lo gì cho nhỏ hết trơn vậy. Hả? Mai mốt mà cái người đi ảnh đó cho nó đi học bên Mỹ cái nữa rồi du học khoảng rồi là mày hết thấy mặt nhỏ luôn đó nha. Nghe Tính, mày không lo gì cho con cái Sơn mà tội, có thằng Sơn với Linh nè, mày tạo ra ta đã rồi cái mày bỏ cùng lăn cùng lóc vậy đó, hả? Rồi cái mày đi quen với Tiểu Tam, ơi Tiểu Tam cũng con mày ha, con của hàng kia lớn, nói cho nghe đó Tính, hả? Rồi con Tiểu Tam đó, gì đâu mà cái mỏ nó như đậu dừa, bằng đậu đậu dừa vậy mà mày cũng quen nữa, rồi gặp bà Tiểu Tứ, làm sao Tứ lớn tuổi hơn mày hả? Bà Tiểu Tứ này đẹp hơn Tính, cỡ Hà không, mày nói nghe coi, mày mê bà Tiểu Tứ này nữa à hả? Rồi sung sướng quá ha, hết Tiểu Tam bỏ đi cái tin Tiểu Tính nhào vô ha, sướng ha, trong nhận ha. Trên đời là có thấy của mình mày sướng nhất nghe Tính, thiệt tình luôn á, nhiều vợ dữ không mẹ bà mày nói gì đâu thai mày, mày là con heo nhảy đực thì gì đâu thai lên phải không, nhiều vợ dữ vậy Tính ngay mày chắc bà thờ mày heo đực quá mày đi chạy chọc á, rồi giờ cái bắt đầu cái có nhiều con quá trời luôn, có vợ vậy rồi đi có Tiểu Tam xong giờ còn Tiểu Tính nữa Tính ngay. Mày nói chuyện tao nghe tao Tính hả, mày xà lan giờ đang chạy thẳm thì chạy tới đâu mày, bỏ gạo ở kho nào vậy, kho quốc gia gì đó hả, à kho chín kho mười hả? Tao nói mày nghe nè, mày chở hàng á mày chở mấy cái kho nào lạ lạ thôi, chứ mà mày chở mày đi giao mấy cái kho quen quen là coi chừng mày gặp Hà đó nha.
con Hà câu gì chứ nó còn đi theo á, nó lên nó giao hàng giao đồ này kia á, là tao cho mày, mày thấy Hà rồi mày chết chết luôn á nghe Tấn. Tao dặn vậy mà mày không nghe nó thôi á nghe. Tới đó rồi cái đầu mày đang lái á, mày đang đứng lái á, trời đất ơi, Hà nó đứng á, ăn cái mũi nó nhìn đợi, nó hỏi Tấn ơi Tấn mày biết tao ai không Tấn. Trời đất ơi, nó mặc cái bộ đồ bông bông á nghe Tấn ha, rồi cái đầu nó không có tóc rồi đó nghe, có cắt nỏ nó nghe, nó đứng đằng trước nó nhìn vô mà nó bự thiệt là bự luôn á, nó quỳnh lên nó bự lắm á Tấn. Ôi ôi, tao cho mày bỏ mày chạy luôn, cái xà lan nó đuổi tầm bậy tầm bạ vô trong bờ đồ là tiêu luôn á Tấn nghe Tấn. Trời đất ơi, mày đi giờ mày có cúng kiến gì hả mày, cúng kiến cho nhỏ ăn với nghe, để nhỏ đói đó, tội nghiệp nhỏ nghe mày Tấn. Rồi rước Tiểu Tứ vô, rồi Tiểu Tứ lái xe du lịch tới cái chỗ mày bỏ bà cám gạo gì luôn hả Tứ hả, chuyến này mày chở gì vậy hả, mày chở gạo à, cám hả, rồi tới kho quốc gia gì đó không, cái Tiểu Tứ chạy lại đón mày phải không hả. Trời ơi, ông nhận mày sướng quá chứ, cuộc đời mày cho chung trước dữ Tứ hả, mày chung sướng quá mà mày để con mày đau khổ hả. Rồi giờ mày thấy không, mày đi xà lan á mày cực khổ cỡ nào thì hồi đó em Hà nó cực khổ như vậy á hả Tứ. Rồi mày ở trên bờ á, mày đi chơi gông chơi rủi, đi đánh bài cá độ, đi casino chơi đó, còn em Hà nó nắm xà lan nó đi với cậu Bảy, mày thấy không cực khổ cỡ nào nghe. Nghe Tấn, mày đi vậy rồi mày thấy mày biết nghe Tấn. Giờ tao nói mày nghe nè, cái vụ việc này nè coi chừng á, có thể là quật mồ em Hà đó, thì tao nói với mày thôi, mày để lại cái gì chút đỉnh cái tình cái nghĩa với em Hà đi nghe. Mày có cái gì đó thì mày đi ra mày khai với bác sĩ đi, chứ mày đừng để quật mồ em Hà, tội nghiệp em Hà dữ lắm. Dù gì đi nữa cũng tình nghĩa 20 năm nha, về sống 20 năm mới có được hai đứa con như vậy. Linh mới có 18 tuổi phải không Tấn hả, về 20 năm rồi mày cũng nghĩ cái tình cái nghĩa với con Hà đi nha. Mày ra mày khai báo đi, tao nói mày nghe, mày ra mày nói đâu có gì đâu. Trời đất ơi, tao nói mày nghe, mày ra mày nói có chút xíu gì, ờ tôi làm vậy 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 đó thì thôi, đặng ta khỏi quật mồ em Hà để coi chứ, rồi ta nếu mà cái sự việc này mà không ra lẽ nữa thì người ta quật mồ em Hà coi chứ, tội nghiệp nó lắm Tấn ha. Cái gì cũng tình nghĩa này, mày cũng cầm đầu cao đi nói người ta cưới người ta, mày đứng mày chụp hình với em Hà, tao thấy cái hình cưới mày với em Hà cũng đẹp đẽ lắm à. Ủa sao giờ mà mày đối xử tệ với nhỏ như vậy hả? Ủa mà nhỏ đẹp dễ thương vậy mày không chịu, rồi mày để cạnh Tiểu Tam bỏ hô đậu dừa, bây giờ tới Tiểu Tứ, Tiểu Tứ đẹp không Tứ hả? Mày bữa nào mày đưa hình nó lên, mày chụp hình với con Tiểu Tứ rồi đưa lên tao coi thử coi nha, đưa lên cái kênh nào mày thích thích đó, Nông Dân Bách Học hay gì đó nha. Đó, tao coi thử cái hình mày Tiểu Tứ nghe Tứ có đẹp không nha Tứ ơi. Tứ, tao nói mày nghe, tao khuyên mày á, mày nên là nghĩ về con Hà một chút xíu cái tình nghĩa đi, rồi mày ra nha, mày cũng nghĩ về nó, mày ra ngoài bác sĩ á, mày nói là bác sĩ ơi tôi bệnh vậy vậy á, hồi đó tôi có tác động với em Hà vậy vậy cái gì đó, rồi mày làm cái gì, mày gối nó bằng cái gì, bỏ vô cái bao hay là cái gì, gối cái gì này kia gì đó, cái mày ra mày khai cho bác sĩ nghe đi. Mày nói bác sĩ ơi tôi làm vậy vậy với Hà đó, chứ tao nói mày nghe em Hà nó chết quan ức lắm, rồi mày để nếu mà không thì em Hà nó cũng về nó khai khẩu mày à, còn không nữa cái lương tâm của mày nó cắn rứt dữ lắm nha Tứ, thấy vậy đó chứ không phải vậy nha Tứ, tao nói mày nghe, mày thấy vậy đó chứ không phải vậy đâu đó, rồi mày cắn rứt lương tâm mày rồi tới nói mày tự mày ra mày khai luôn là nghe Tứ nha. Giờ tao khuyên mày, mày nên nghe lời tao chút xíu đi, mày ra mày nói đi cho bác sĩ người ta nghe, bác sĩ ơi giờ tôi làm vậy đó, rồi đó tôi có tác động tới em Hà vậy đó, chứ để tao nói mày nghe hoặc bộ em Hà lên là tội nó dữ lắm luôn á nha. Quật mồ em Hà lên là thôi, là cũng ra ánh sáng Hà. Chứ quật mồ em Hà lên rồi là đâu có khi nào mà mày chấu tội được đâu. Mày để vậy á, còn cái tội này nó còn nặng hơn nữa. Thì thôi giờ á, mày đi trước bước đi nha. Mày ra cái mày nói tôi bữa nay là tôi cứ suy nghĩ tới cái tôi chín chắn rồi. Tại vì con của tôi á, nó nói tôi là không ý nghĩa một người cha. Cho nên giờ tôi suy nghĩ được rồi, thành ra giờ á, tôi mới ra là để tôi nói với... các ông bác sĩ đó, bác sĩ áo gì đó không biết, tôi ra tôi nói cho mấy ông biết là cái sự việc nó như vậy đó, tại vì tôi nghe những lời con tôi nó kêu tôi tiếng sau cùng bằng ba đó, rồi tôi nghe tôi cảm động quá chịu không nổi đó, rồi nó nói là tôi sống không ý nghĩa một người cha này kia đồ đó, rồi tôi mà đem tiền đi cá độ xin đồ, giờ cái tôi cảm thấy vậy đó, tôi ân hận dữ lắm rồi, giờ thôi để tôi ra tôi khai báo với mấy ông nha. Thôi giờ đó mấy ông cũng mà tôi khai báo xong rồi thì mấy ông cũng khoan hồng cho tôi chút đỉnh gì đó nghe bác sĩ, chích nhẹ nhẹ thôi đừng chích mạnh quá tôi đau nghe, người ta mà nói vậy đó, rồi bác sĩ người ta khám bệnh xong rồi người ta lo cái vết thương đó là nhẹ nhàng thôi chứ không có gì mà mạnh dạn hết á nghe. Nhưng Tính
Tao khuyên mày vậy thôi, mày có nghe thì nghe. Mày nghe tao á thì mày nên thân lên người cho mày. Còn mày không nghe thì một ngày nào đó mày cũng phải ra ánh sáng mà thôi, chứ không bao giờ mà mày trốn chạy hoài được ha. Tao nói mày nghe, một mạng người á là cái bằng là nó khổ dữ lắm, từ nhỏ mà tới lớn lên như vậy, cha mẹ nuôi tới vậy rồi á là khổ cực dữ lắm luôn á nha Tuấn. Mày thấy con mày không, mày có nuôi ngày nào mà mày biết, mày gửi bên ngoại đó người ta nuôi lên tới lớn vậy đó, thì mày nghĩ mày cũng thương con mày chút tỉnh nha Tuấn nha. Rồi thôi tao có nhắn gửi cho mày vài điều vậy đó, mày nên nghe kỹ lại lời của tao nói, rồi mày ra mày khám bác sĩ đi nha Tuấn nha. Rồi mày khai đi, hồi mày đi chuyến này lên thì mày khai mẹ rồi đi. Tiểu Tứ nó có xe du lịch đó, có xe du lịch đó, rồi cái mày đi với Tiểu Tứ, mày nói thôi chở anh tới bác sĩ đi anh khám bệnh, rồi mày vô đó thì để Tiểu Tứ ngoài đi, rồi còn mấy hai mày dắt vô giới thiệu, mày nói tôi mới quen Tiểu Tứ cũng được, không có ai nói về mày, rồi cho nó ngồi im ru đi, cái này mày khai bệnh mày nha Tính nha. Rồi tao có vài lời gọi tới mày nha Tính.